Trời ơi, sao kẻ sao? Kẻ sao? Kẻ sao? Kẻ sao? Kẻ sao? Rút, rút thôi. Rút. Rút. Vậy? Cái đó là sự dưới á, cho là 50 ngàn thôi. Không, bây giờ xào kiểu gì xào hay cũng bằng hơn. Đúng rồi, xào gì là xào thôi mà hay bằng hơn. Chị có được đặc biệt gì không? Ờ, đúng rồi. Dạ đi luôn. Lọc mới nói giờ nó đi luôn. Đừng hên xui đúng không? Đừng hên xui. Dạ, có Hà nãy mày kêu tao đánh con này là tao tao không được đẩy một con rác. Ờ, đúng rồi. Đó, đó, đó. Thì nói là tới chỉ có 3 mùng thôi. Dạ. Bữa nay mùng 5 rồi. Cái gì vậy? Đẩy nha. Cầu cho gia đạo đi nào, bình đi. Cười đi. Đánh ra chỗ nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. 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 Trời ơi, trời. Cái này là em không có mở ra. Mở ra mà đi. Mở ra 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 đi. Tới 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 hết chưa? Có hai cái thì ba thôi. Còn hay dữ rồi thằng mày ơi. 11 chú quên con rồi. Dạ. Năm mới con chúc chú thật là nhiều sức khỏe, phát tài, vạn sự như ý. Dạ. Bây giờ trong đống này, trong đống này nó sẽ có ba cái bao 1 triệu. Dạ hả? 4 cái bao 500. Còn nói nghe nè, hai anh chị đi ra ngoài cây mai cho nó đẹp. Ôi cây mai gì đây nè, mai có mai luôn, mai có mai luôn. Ủa mai có mai có mai luôn. Rồi 200. 100. 100 ít hả? 500 ít nhất. 50 ít nhất. 500 là có 4 bao. Anh ơi nhưng mà 200 nhiều lắm. Đỏ đỏ không vậy? Không biết. Bây giờ là mình hên xui đây. Nãy chứ không có chị đặc biệt cái gì anh đâu. Chọc với 100 mà nãy giờ 50 với 100 mà chị đặc biệt cái gì? Chưa biết mừng lắm nữa cũng bóc. Có cái đặc biệt phải không? Ừ. Bảo Quyền mới có 50 với 100 mà chị bóc trong 500 chị Quyền. Chị không? Không, bóc 1 triệu. Bóc 1 triệu chị Quyền. Bóc 1 triệu chị Quyền. Mình tha con gì mình bóc con đó vậy? Kiếm liền đi. Không cần nó trắng trắng lên. Không cần nó trắng trắng nó khác nhất là chị Quyền. Em không có áo màu không. Lấy hỏng cái gì? Chị Quyền không cần nó trắng trắng này nó khác màu. Trời trời, à cái này có cái này nè. Ủa cái đó 50 ngàn đó chị, nhưng mà nó bảo đâu chỗ nó bảo luôn. Nó bảo nè. Thôi chết rồi Ngọc Quyền ơi. Thôi lỡ rồi lấy này đi. Nói chung là tiền 100, 500 hoặc 1 triệu cũng quý. Bởi vì đây là lộc của anh Long. Dạ em nhận lì xì rồi em chúc anh của em là lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Nhà ta nói thọ đó là thọ tới 60, 70, 80. Nhưng mà em là anh là thọ tỷ năm sang. Là anh sẽ tọ thọ giống như núi, anh sống 100 tuổi đi. Tại vì em tới 103 tuổi là vậy là anh chết trước em á đúng không? Dạ không, không. Anh 100 tuổi em 103. Không, đâu có, tại vì em nhỏ hơn anh 4 tuổi. Tức là anh vẫn chôn em sau 1 năm. Em mình lần sau đó anh mới chết. Cho nên là em cũng lời hơn, phải không? Cho nên anh 100 tuổi em 103 nha. Rồi.
rồi đó là tuổi thọ rồi đó. Còn cái thứ hai là mọi sở nguyện trong nghệ thuật của anh á đều được thành tựu. Nhưng mà nhớ nha, nói chung là cái cô em gái này cũng hời hợt lắm, có giận gì cũng đừng có quên nó nha. Rồi ý gì nó bóc xô con này đây. Đó là gia đình của anh luôn hạnh phúc từ trên xuống dưới, con cháu đầy đàn, thành công trong học vấn cũng như sự nghiệp tiền bạc. Rồi. Dạ, rồi bây giờ là anh chúc lại em nè, dù cho cái này nó là bao nhiêu đi chăng nữa thì anh không biết nha. Anh không biết là bao nhiêu, không vậy là không có 100 mà quan trọng. Quan trọng là cái gì vậy, luôn cái nữa, rồi luôn chỉ vậy. Ê, đưa cái bóp chị, đưa cái cọc ta, tao một hai đô á. Trời ơi, cọc 2 đô. Nói luôn. Policy, policy 2 đô. Không, đưa ra tại vì đó là cái lọc của. Không cần, không cần. Cái đó là lọc Ấn Độ không? Cái ở dưới hết kia, cái kia hết rồi, cái lọc Ấn Độ á. Cái đó quan trọng lắm. Bây nó quan trọng lắm. Bây giờ dù cho trong cái bao lì xì này là bao nhiêu đi chăng nữa, anh không cần biết. Rồi mò nữa kìa. Anh không cần biết. Cái đó nhiều là anh không cần biết. Nhưng mà anh chỉ chúc em nha, chúc em thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là lúc nào mặt cũng là tươi hào quang, chứ không phải tươi nha, tươi là khác. Hào quang có nghĩa là khi mà người ta bước lên sân khấu là người ta hào quang sáng chói. Dạ em còn mặc không? Dù còn chứ, mặc dù rằng là mặc dù rằng là không biết là nụ như thế này mặc dù là không biết là hát ở bất cứ nơi nào, dù là một sân khấu lớn hoành tráng, dù là một sân khấu nhỏ, hoặc là một cái nơi mà nghĩa là chỉ là những Phật tử nghe Ngọc Huyền hát thôi, nhưng mà là Ngọc Huyền vẫn luôn luôn tỏa hào quang sáng. Tỏa hào quang, và đặc biệt hơn nữa là Ngọc Huyền luôn luôn có được bố mẹ kề cận. Còn tôi thì giờ tôi không còn bố mẹ nữa rồi. Nhưng mà Ngọc Huyền hạnh phúc hơn tôi là còn bố mẹ. Và sẽ luôn luôn được bố mẹ yêu thương. Đó. Còn rồi. Chị, không còn bố mẹ còn anh, chị. Anh là nãy nụ hôn nó cho bóc thêm cả. Bóc thêm cả nữa nụ hôn. Đỏ bằng vàng đi ơi, đỏ bằng vàng đi ơi. Còn nhau. Đỏ bằng vàng đi ơi. Suy nghĩ cho kỹ. Đỏ bằng vàng, đỏ bằng vàng, đỏ bằng vàng. Đỏ bằng vàng. Đỏ bằng vàng kìa, lấy màu vàng đi chị. Của chị đang hàm đỏ bằng vàng. Chị bị gạt rồi đó, màu tím á. Thôi đừng nói. Để cho một quyền tự lựa. Thôi lấy cái này cho Ti đi. Rồi. Rồi. Nếu mà lấy cho Ti phải lấy cho bé Tiên, bé Nam nữa. Hà Tiên Nam ha. Rồi vậy đừng uống màu đi. Uống màu đi. Vàng luôn. Uống màu đi. Vàng luôn. Vàng luôn. Uống màu đi. Uống màu đi. Vàng luôn. Uống màu. Năm cái đó cũng chỉ hai cái với ba người kia nữa là bốn. Là bốn mẹ luôn. Bốn mẹ luôn. Bốn mẹ luôn chị. Bốn mẹ luôn. Vàng đỏ đi. Vàng đỏ. Có chơi không màu đi. Không gì nữa. Xanh rồi. Còn cái nào nữa ba cam rồi. Một cái nữa cái mẹ, nữa mẹ. Tiếp. Mẹ hồng nè. Mẹ. Ở hồng hồng đó chưa có. Chưa. Rồi mẹ luôn rồi. Rồi cảm ơn anh trai. Còn anh hai nữa. Anh hai gì đó. Thôi nói chung là cái lọc này không có khui nha. Khui luôn chứ. Tới chị cái đặc biệt phải không? Để chị ba mở ra trước cho coi. Chị chờ cái đặc biệt cái gì vậy? Em ra một cái góc nào. Đúng rồi, cái góc khác đi. Cho em ra quay em một cái góc nào đó. Bây giờ tới chị là em ra cái gì đặc biệt. Em xì lại đi. Đó. Dạ. Cái này là lọc. Anh ơi. Cái này á là em đem từ ở bên nước Ấn Độ về. Mà em để một cái cọc có 200 tờ thôi. Em để 100 tờ thôi. Em để nó là em cầu nguyện ngay núi Linh Thú. Để em cầu nguyện cho sức khỏe nè. Em cầu nguyện, cái điều cầu nguyện của em nó quan trọng lắm. Em nói là em cầu nguyện cho những người em thương yêu và những người yêu thương em. Thì trong đó có anh, có Trinh. Tại vì em rất là yêu thương anh và gia đình anh, các con anh luôn nha, vợ gì vợ lớn vợ nhỏ vậy, vợ trước vợ sau cũng có nhỏ, vợ trước vợ sau gì cũng yêu nha, tại vì em yêu thương anh thì vợ trước vợ sau gì cũng yêu hết. Rồi cái bên cạnh đó nữa là em cầu nguyện cho những người yêu thương em, mà trong đó em biết anh yêu thương em,
cho nên giờ anh muốn lấy bao nhiêu cái anh chỉ lấy một cái thôi. Dạ. Mình cũng yêu thương em Quyền mà sao không được em Quyền yêu thương từ từ thôi. từ tới mà một cái thôi. Wow, tuyệt vời, số đẹp đó. 080, số 80. Rất là đẹp. Hy vọng là năm nay mình cũng yêu thương em Quyền từ lúc năm. Năm nay là Long sẽ được sức khỏe nè. Không còn nữa là nhà đau nhức nữa nè. Rồi được nhiều vở hay nè, được nhiều nhiều nè. Rồi sẽ có nhiều show nè. Trong đó sẽ có nhiều show với Ngọc Quyền. Chưa là mọi người quyền là đôi nam nữ mà mọi người thích chứng đồng. Dạ, à, cảm ơn anh trai của em. Thôi bây giờ vậy nè, em xé phân nửa. Tại vì em còn 400 tờ thôi. Lúc đó em chia lại cho Tâm, còn em còn 50 tờ em xé phân nửa. Không biết là bao nhiêu em có xé phân nửa. Em muốn anh gửi tặng cái này cho những người thương yêu của anh. Tại vì cái này được lập phước cho những người thương yêu của mình. Nhiều lúc em đâu có gặp ai đâu. Thế không thì thôi anh tặng những người thương yêu của anh trong nhà này hết trơn. Rồi thì anh cứ đưa hết đi. Dạ. Chị cũng là người yêu thương cưng mà. Dạ dạ rồi. Thôi vậy cái này. Này em mừng tuổi chị Hồng. Rồi, rồi. Thì chị chúc Ngọc Quyền dồi dào sức khỏe, dạ. Và sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ. Mà mười mấy năm về trước chị Hồng cũng đã từng diễn show với Ngọc Quyền ở bên Úc Châu, ở nhà hàng Maxim, cũng là ra phi trường với Ngọc Quyền. Dạ. Cũng đã từng lo lắng cho em Quyền, thì hôm nay có dịp đến nhà em Long chúc Tết thì có dịp có duyên chị em mình gặp lại. Dạ. Thì cũng mong một ngày nào đó như em Long đã nói là cũng có dịp mời em Long em Long và em Quyền bố một lần nữa. Rồi, đó là Long. Không em Long là cái hơn của chị Hồng. Vui quá lại giờ anh Long vui thiệt đó. Không phải đâu, mà vui gì đâu. Có cháu ngoại rồi mình nói sao vậy. Thành đạt sự nghiệp, con cháu vui khỏe, hạnh phúc luôn. Bao 50 đô Úc nè. Bao 500 ngàn. Ủa sao ông nói cái này vậy thôi mà lấy cái này vô nha. Chưa, có cái này giả mạo cái gì. Có cái này giả mạo. Ví dụ rồi. Sao rồi, dặn lộn rồi nó biết nó nằm ở đâu. Bây giờ do sự may mắn của chị thôi chứ không biết nó nằm ở đâu. Rồi, nói chung là rồi giờ như đây là 100 ngàn nè, bây giờ đổ lên nè, đó là đó, rồi chị bóc đi, nào cũng bóc hết trơn, ai cũng bóc chứ, bóc đi, bóc đi, bóc đi, bóc đi, bóc đi, là do may mắn của chị thôi chứ đâu biết, bỏ sai giật chạy, bỏ cái ba giật chạy, nhìn kìa không nhìn kìa, không biết cái nào, cái lấy đại này, lấy đại đi, từ đã cho rồi lớn tới nhỏ đúng rồi, chơi kỹ chưa, không chơi nè, chơi nè, tại vì vậy nè, quen với là quen với anh Long là Long Quyền mới có 12-13 tuổi thôi, là quen đi thì quen với gia đình đó mà gọi bằng ba là chắc cũng cỡ 14-15 tuổi, mà bây giờ tôi 52 tuổi rồi bao nhiêu là bằng cái khoảng thời vẫn gian vẫn còn trẻ hơn luôn, thấy không? Mà lần đầu tiên mới được quà lòng đúng không? Vẫn còn trẻ hơn em từ đó em đó. Thôi tư cho thì chị lấy đó, bắt không tư mà nhưng mà phải là do chị cái sự may mắn của chị đó. Em tư đó, em lo một chân là cũng may mắn. Em tư ở sát bên chị Hồng đi Hồng mà nhớ nhớ mẹ chị em thôi đó là anh ở đó coi nó may mắn không nhớ nhớ nè. Của em rồi giờ bắt đầu bóc chân cho la luôn không la. Cái này là của chú Tư, của chú Tư thôi chứ không của ba. Có trong này mà bắt bông chúng thôi kêu bóc cho Mèo La nhớ chú 100 đô Úc kìa. Mèo La chú 100 đô Úc. Mèo La vô. Mèo La thôi 200 ngàn được rồi thôi, thằng Minh nó bắt 100 ngàn kìa. Cũng hơn là phải lên 50 nữa. Ba hả? Ba nấu rồi anh. Ba đang nấu rồi. Anh ơi, cái chai bắt giùm con nè. Ba đang bắt. Bắt rồi. Anh đi bắt rồi, bắt giùm chị lên đây.